Chào các bạn, tôi là Trần Thị Khanh, đang là CEO công ty cổ phần liên kết Nhật Visualink, đồng thời tôi đang là nhà huấn luyện nghề nghiệp. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với bạn một cái website rất hữu ích. Đây là website của Mỹ, là một cái nguồn data khổng lồ để các bạn có thể biết, tra cứu về nghề nghiệp và bạn biết ở trong cái nghề nghiệp đó thì các công việc mà bạn sẽ thực hiện ở trong cái nghề nghiệp đó là những công việc gì, bạn cần phải có những kỹ năng gì, kiến thức gì, có những cái phẩm chất hay có cái tính cách gì để có thể làm được công việc đó. Và tất nhiên đây là website của Mỹ cho nên là không chắc 100% có thể ứng dụng được cho bạn, nhưng tôi tin chắc nó sẽ rất là hữu ích để chúng ta có thể tham khảo. Và ngay sau đây thì tôi xin chia sẻ cho bạn cái website như vậy để bạn có thể thực hành được ngay. Đầu tiên thì bạn sẽ vào cái trang web đây ạ. Cái trang web này có tên là mynextmove.org. Đây là một cái trang web rất là hay và tôi sẽ sử dụng Google Translate ở chỗ này đây, tiếng Việt, để có thể hiểu được tất cả các nội dung ở đây. Thế thì để tìm được một công việc ở trong đây thì tôi sẽ làm như sau. Thứ nhất thì tôi vào phần home. Chỗ này là phần home ạ, trang này trang phần home. Và sử dụng Google Translate để dịch sang tiếng Việt. Chỗ này thì tôi sẽ có phần là gì ạ? Tìm những nghề nghiệp bằng cái từ keyword. Đó là mô tả nghề nghiệp ước mơ của bạn bằng vài từ. Ví dụ như ở đây tôi muốn tìm cái gọi là CEO đi, đúng không ạ? Tôi xin tìm công việc là CEO, sau đó tôi search ở đây. Thì ở trong đây có cái công việc như sau, ví dụ như nó cái website nó hiện ra đó là gì ạ? Chief Executive. Khi click vào Chief Executive thì bạn sẽ thấy ở đây mô tả những công việc gì. Nếu mà bạn có thể nghe được tiếng Anh thì bạn hoàn toàn có thể click vào đây để xem video, watch, share the video. Click vào đây để nghe. Chẳng hạn đây là To công việc. oversee the daily operations of an organization, top executives do a little bit of everything. They make critical financial decisions, appoint new managers, and plan new strategies, all to ensure the organization meets its goals. Top executives closely observe company operations, like Đây, đây là một vài cái ví dụ mà để hướng dẫn cho các bạn để bạn có thể nghe được video nếu bạn thấy, và cái video nó rất hay, vừa mô tả cái công việc của một CEO là cái gì, và trong đây thì cũng có cả hiển thị bằng tiếng Anh, bạn rất là dễ dàng có thể tìm hiểu được. Và khi kéo xuống ở đây thì bạn sẽ thấy những cái công việc mà họ một người CEO sẽ phải làm là cái gì ở đây. Tôi tiếp tục translate tiếng Việt ra đây. Thì là một người CEO, nghĩa là giám đốc điều hành, thì họ sẽ phải làm gì? Ví dụ như phần này mô tả là họ sẽ làm công việc gì? Ví dụ như là xác định và xây dựng các chính sách và đưa ra các định hướng chung cho công ty hoặc các tổ chức khu vực tư vấn, cộng đồng theo hướng dẫn do hội đồng quản trị hoặc cơ quan quản lý tương tự thiết lập, hay lập kế hoạch chỉ đạo điều phối các hoạt động điều hành ở cấp quản lý cao nhất với sự giúp đỡ của giám đốc điều hành cấp dưới và quản lý nhân viên. Và trong cái công việc này thì bạn sẽ là sẽ ví dụ như chỉ đạo điều phối hoạt động tài chính ngân sách của một tổ chức để tài trợ hoặc cho các hoạt động tối đa hóa các khoản đầu tư tăng hiệu quả, hay là bổ nhiệm các trưởng bộ phận, hay là phân tích hoạt động đánh giá công ty chẳng hạn. Và đây là cái phần gọi là kiến thức, thì chúng ta cần phải có kiến thức về kinh doanh, về quản lý nguồn nhân lực, hay phải biết về ngôn ngữ tiếng Anh, hay là phải hiểu về pháp luật chính phủ, về an toàn an ninh cộng đồng, hay phải biết về số đại số hình học, giải tích và thống kê. Đây là những cái kiến thức rất là cơ bản mà bạn là sẽ tìm hiểu và học đại học và học ở cái phần này, hoặc là bạn học một cái trường quản trị kinh doanh chẳng hạn thì bạn có thể phải biết được những cái kiến thức cơ bản như vậy. Và tiếp theo sau cái mục skill là mục kỹ năng. Ở đây thì là một CEO thì bạn cần phải có cái kỹ năng gì, ví dụ như nói chuyện với người khác, suy nghĩ về ưu điểm nhược điểm của các cách khác nhau để giải quyết vấn đề, hay là giải quyết các vấn đề như là nhận thấy vấn đề và tìm cách giải quyết nó, hay là cần phải hiểu về con người, hệ thống công nghệ. Và bên cạnh đó là các khả năng khác, ví dụ như khả năng bằng lời nói, đó là lắng nghe hiểu những điều mà mọi người nói, giao tiếp bằng cách nói chuyện với người khác, các ý tưởng của mình cần phải logic, như sử dụng các quy tắc để giải quyết vấn đề, đưa ra các quy tắc chung, hay là phải có khả năng về môn toán, như là chọn loại toán phù hợp để giải quyết một vấn đề cộng trừ nhân chia, hoặc là hiểu hình ảnh, xem các mẫu ấn ấn phẩm chẳng hạn. Thì đây là những cái điều mà một người CEO về kiến thức, về kỹ năng, về các khả năng khác. Và tiếp theo đó là cái phần personality, về cái tính cách, hay là cái con người phẩm chất,
thì là người quan tâm đến việc thích đưa ra các hoạt động bao gồm lãnh đạo, quyết định và kinh doanh. Người này cần phải có khả năng lãnh đạo, chính trực, sáng kiến, có khả năng chịu đựng căng thẳng, độ tin cậy, thành tích và nỗ lực. Và bên cạnh đó thì những cái phần công nghệ, người này cần phải biết về phần mềm ERP, tức là về quản lý mối quan hệ với khách hàng, rồi hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp, biết về Microsoft Dynamics CP chẳng hạn, hay là Oracle PeopleSoft, hay là phần mềm thuyết trình như là Mentimeter hay là Microsoft PowerPoint, hay các phần mềm về kế toán chẳng hạn. Thì đây là một số những cái yêu cầu của một người CEO cần phải có. Tiếp theo ở phần education chẳng hạn, thì ở cái trang này có thể giúp cho bạn tìm ra là phải tìm ra những cái bạn cần phải có những chứng chỉ gì. Chẳng hạn thì cái trang này sẽ đưa ra cho bạn những cái chứng chỉ bạn cần phải có, học chứng chỉ ở đâu, phải không ạ? Học những cái môn gì ở trường nào chẳng hạn. Chẳng hạn đấy là những cái gợi ý của trong cái trang này, phải không ạ? Hay là tìm thêm những cái bằng cấp license, hay là tìm những cái khóa học đào tạo ở đâu. Rồi ở trong cái công việc này thì họ nhìn thấy cái mức lương thấp nhất là 62.000 đô, 62.290.000 đô cho đến 208.000 đô. Đây là lương trung bình, gọi là từ thấp nhất cho đến cao trên một năm chẳng hạn. Như vậy thì trung bình cái mức lương của một cái người CEO nếu mà ở Mỹ khoảng 184.460 đô la Mỹ. Thì bạn có thể tìm thêm ở những cái nơi nào mà có những công việc như vậy, thì đây là dành cho ở bên Mỹ thôi, nhưng chúng ta có thể tham khảo thêm ở những cái nội dung như là gì ạ, để làm cái công việc CEO thì bạn thì cái người CEO họ làm gì, trong công việc họ sẽ như thế nào, họ cần có các kiến thức, hiểu biết, kỹ năng, khả năng, tính cách hay là hiểu về công nghệ ra sao. Thì đây là những cái phần mà rất là dễ dàng để các bạn có thể tìm hiểu bất cứ ngành nghề, bất cứ cái công việc gì, để có thể xây dựng cho mình một cái lộ trình nghề nghiệp, đặc biệt là lộ trình học tập. Ví dụ như ở trong đây thì yêu cầu cái người này phải biết có khả năng lắng nghe nói, phải không ạ? Phải hiểu môn toán, rồi hiểu về hệ thống, hiểu về pháp luật. Cho nên là để mong muốn trong tương lai bạn muốn trở thành một người có thể điều hành doanh nghiệp được, thì ít ra bạn sẽ phải học, phải lên cho mình cái kế hoạch học tập để làm sao hoàn thiện những cái kỹ năng cơ bản, những kiến thức cơ bản như vậy. Đây là một cái website thực sự là rất là hữu ích dành cho tất cả các bạn trẻ đang mong muốn apply để làm việc cho các doanh nghiệp, hoặc là apply vào các trường đại học, chọn cái ngành gì trong vòng 5 đến 10 năm tới, bạn muốn làm cái công việc gì, làm cái ngành gì, thì hoàn toàn có thể vào cái trang mynextmove.org, và từ đó bạn tìm ra cái công việc, những cái công việc bạn mong muốn yêu thích bằng cách là đi vào cái ô search đấy ạ. Và từ search ở đây bạn đánh bất cứ một cái gì, ví dụ business coach chẳng hạn, thì cũng ra thì một vài những cái công việc mà bạn hoàn toàn có thể tìm ở đây. Ví dụ như ở đây là coach chẳng hạn, thì bạn cũng có thể tìm được là cái công việc này thì họ sẽ làm gì, trong công việc họ sẽ làm cái công việc gì, rồi kiến thức hầu hết tất cả các công việc mà bạn có thể tìm được, bạn có thể vào trong web này. Đây là một trang web vô cùng thú vị, và tôi hy vọng rằng bạn sẽ có thể khám phá được, tìm được công việc của mình yêu thích, và bạn có thể khám phá là nếu tôi làm cái công việc đấy, tôi làm cái nghề nghiệp đấy, thì tôi chuẩn bị những kỹ năng gì, chuẩn bị kiến thức gì. Thì hy vọng cái video rất là ngắn của tôi ngày hôm nay có thể giúp đỡ cho bạn để xây dựng cho mình một cái kế hoạch học tập và kế hoạch phát triển nghề nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại.